liệu có được chửi thế trong IELTS speaking? Đây là một câu hỏi trước mình có thắc mắc, và thậm chí mấy hôm trước học sinh của mình cũng có hỏi mình. Nói thật, trong tất cả các lần đi thi, mình chưa thể chửi thề một lần nào. Vậy nên tất cả những điều mình chia sẻ sau đây là những thông tin mình thu thập được và là những cái mình suy luận ra. Các bạn hãy dùng nó như để tham khảo thôi nhé. Theo mình tìm hiểu thì cũng có một số bạn trên mạng đã từng đi thi và có lỡ mồm chửi thề. Tuy nhiên cái điểm speaking của bạn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó cũng khá là giống với kết quả mà bạn luyện tập ở nhà. Thậm chí có một số cựu giám khảo còn nói rằng họ từng gặp một số thí sinh lỡ mồm chửi thề và họ cảm thấy rằng nó là điều khá là buồn cười, cũng không vấn đề gì to tát. Tất nhiên nó là trong trường hợp chửi thề, ví dụ như là bạn tự nhiên được hỏi một câu rất là khó và lỡ mồm nói là shit. Thậm chí nếu bạn đang trở lại rất là hăng và đang trong cái đoạn đó là bạn đã miêu tả rất là chi tiết về những cái cảm xúc của mình, bạn có thể nói là it was fucking crazy, he literally hit me in the face. Tuy nhiên mình cũng không khuyến khích là bạn chửi thề quá nhiều trong IELTS speaking. Thứ nhất, không ai muốn nghe một người chửi bậy quá nhiều, phải không? Và thứ hai, có thể là trước đấy bạn dùng ngôn từ nó khá là formal hoặc là semi formal, nó khá trang trọng ấy, thì cái việc chửi thề nó không ăn khớp với nó lắm. Vậy nên hãy cố gắng sử dụng những ngôn từ đấy khi ở với bạn bè thôi nhé.